Nhưng xong anh chơi lúc với chạm mình đất rìa rộp chứ thăm mây mà đong tiết ông bì rộp miền chiếc tật nông liếc bà này đam bây chì ca rộm lực đó ở lúc nhạc sạp ông bì rộp mùi bạp ní. Một nâng lúc với chạm mình đất ạ thịp bái bình dô lòng bì vị thịp chìa bà chà xong chân chà. Tôi mở cơn mà. Dương đam bây giờ dô rộn nâng cái thay dương trời mưa xùm lăng khơi khô qua dương đôi chìa ấy cái bình đông nhưng mà cái bình đông trong nâng về miền chỉ khu các bà hai miền tức nơi chung bình nâng hai khăn ông cái bình đông miền bà hồng hay bà hồng nâng kia trở về trụ cổ khăn ông bà hồng nâng về thông đá về miền tức tại chuối hay để bà chanh máu hô cho lãng đầm bây hay chia tùm ngọt đầm bây có mọi khu các bà nâng về phát tình kịch lãng chụp có mọi khu thân lạc để về phát tình kịch đó tức nâng về mình hô tới vì ấy có can lang can lang can lang nên không luôn không cố các bạn nâng thưa ấy đi can để thom lang ấy thưa các bạn nâng đi không phải đây vì đi nâng bây giờ cất lư sạch khu các bạn nâng thưa ấy miền bảy hà đại sao bây miền sầm tiết lư sạch khu các bạn nâng bảy hà cứ tha ấy tìm mũi cứ tha dương mới tới khơi ấy không ấy nâng việc các bạn thom lang hay là cái nặng mũi cứ chú bác cứ tham mơ tới khi đôi còn quen bẹ chừng nghe nhưng mà bẹ chừng nghe hay cái này đang sầm lăng trong tờ cáo đôi ngày lịch giờ bà nhà thông về ca thì rộng nắng cứ thằng ấy có má nắng trời pika ở mùa chiều vật miền thừa thừa ca tiếc pika tăng pì nhá nó hô từ đó ca ấy đã ấy được gọi càng quý ấy cứ thua tới mình cả ấy chúng nó chẳng khăng khăng cái thà riêng mình đang thà vì cả mà bị ấy thế còn tai cái trái to tam phu rồi có bệnh chứng thế nhìn chúng khác cái thà mau bị khác chết folic acid vitamin mà giáng rồi có bệnh chứng thế mau bị mình cướp khai cả mình cướp khai cả nó cả mình cướp khai ấy thì luôn đang chênh máu ấy à chim để con cua bà hay bây giờ chim con cua bà nâng hái để thưa ở cả chục người nâng chim cho sầm lấp sầm khăn mới tiếc cái thà dương thôi đăng thà cả na nè miền chục người nâng cái thà ai chia ba bán mà ai chia ba bán có phần trái từ chia ba mình có mà nâng ai buồn khai ai khô bị buồn khai từ cả na khô bị buồn khai tới vì thì bà mới thế bị pro bị dứt cả na cua bà nâng bia ấy miền tiếp sông cát càng lang cứ về khối rồi hốt từ đó bỏ từ lập thoi rồi mình bàn cứ ai phía ba trời đắng tha chung với nó ai phía ba bàn phía ba cứ tha khi ai đã ấy bồng bung muối bồng hồ tức bị nông luôn đại miền tức hồi càng tràn thầm đá nữa mình cho tức nông phù tới vì ai chia bán hay chậm nói mỗi chết là trời đắng tha nhẹ đà ấy bàn phía ba chia hai trời từ từ bẹt ở mưu tiên tuột là hột. Chúng nói xâm khăn bằng phát cứ thả thở đằng thả ba sạch trây nà để miên ả dụ ách miên con bàn còn ả dụ để ách miên con bàn rứa có sạch trây nà để chọn miên con cứ thở tại lếp thả nằm vitamin kéo thả folic acid chiến lịch miên lếp thả nằm nâng tăng pi môn chập tùm ngôn từ tiên cứ thả bởi dương đằng thả dương chọn ai miên cồn ấy cứ ta trời chập lên tham năng phim tham năng cứ chia vitamin khác cái thà buôn rồi microgram còn tại khác tiết cái thà buôn microgram milligram vì thế này phần mang của bạn là bị buôn rồi tới microgram tới buôn milligram cái này lên chẳng tới bị ai chui mình cho ហើយនេះភ័យបានដែរចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចំនួនថ្នាំ folic acid នឹងយើងអាចទៅទទួលទានបន្លែអីដែលចំនួនបានទេដូចជាអ្នកនៅជនបទអីគ្នាមិនបានបន្លែគ្រប់មុខហើយមានអាចជួយបានហើយនៅស្រុកគេគេច្រើនប្រើបន្លែគេហៅ វាមានជាតិលូជនេអញ្ចឹងដែរហើយក្របសណ្ដែកគ្រប់យ៉ាងសណ្ដែកបាយសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកគ្រប់យ៉ាងផ្លែអាវូកាហើយស្រុកយើងមិនសូវមានទេហើយផ្លែក្រូចបាទក្រូចទៅគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចអីហ្នឹងហើយនៅស្រុកនេះនៅស្រុកសារ៉ាត់អាមេរិកគេទទួលទានហើយស្រូវហើយនេះប្រមាណដូចបបអញ្ចឹងបាទគេហៅថា វីតជឺម វីតជឺមហ្នឹងគឺមណ្ឌលស្រូវសលី
bọn tai thông phốt cứ thở lại bọn cá cướp giang hay nâng cái sợi đáy bái sợi đáy xiêng sợi đáy cướp giang nâng bị chia chấm ngồi bạn សូមជួយសូមជម្រាបសួរលោកបុគ្គលបណ្ឌិតតាំងពីក្នុងផងសូមជួយមកខ្ញុំមានសំណួរមួយគឺការជាស្ដាយខ្ញុំឃើញកើតមកជាស្រីម្នាក់គាត់កាត់មេហើយគាត់ទៅថាជាក្តៅក្បាលទេដល់ក្តៅក្តៅទេជាងគួរក្បាលហ្នឹងក៏ទៅពិនិត្យនៅវៀតណាមដល់ទៅពិនិត្យនៅប្រទេសយួនហ្នឹងទៅគេថារីកសំខួរដល់ទៅពិនិត្យមកកន្លែងទៀតគេថាដល់ហ្វាច់ ហើយគាត់ជាកណ្ដាលទីនទីនទៅអានោះជំងឺដែរលោកពុទ្ធបណ្ឌិតហើយចាំបើបើឈិនសិនណាបើឆ្នាំខ្មែរយើងមានស្លឹករុក្ខជាតិអីដែរបាទអាចទទួលទានបានហើយតាមនេះបញ្ហាមួយទៀតបើគាត់ក្តៅក្បាលទៅពេញឆ្នាំពេទ្យលោកនឹងវាមិនស៊ីហ្នឹងលេខទៅទីជាបានមកទទួលចាំទៅគាត់បើហើយដល់ថ្ងៃក្រោយលេខឋានទៀតគឺអត់ក្តាប់ឆ្នាំហ្នឹងទេបាទ នេះជាជំងឺដែលមិនអាចនឹងដឹងបានថាជាជំងឺអីតើតែទៅឲ្យខាងពេទ្យគេមើលបើសិនជាមានរលាកឬគូក្បាលស្រោមក្បាលវាអាចតកតងនឹងបាក់តេរីបាក់តេរីតើថាអង់ទីប៊ីយោទិកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកនឹងការជំងឺរលាកដោយបាក់តេរីទេពីព្រោះថាបើសិនជាជំងឺបាក់តេរីនឹងធម្មតាវាក្តៅវាគ្រុនក្រឡាំងហ្នឹងមិនមែនគ្រុនតែតិចតួចទេគឺថាគ្រុនរហូតដល់សន្លប់បាត់ស្មារតីក៏មានដែរហើយមិនរស់បានយូរទេបើសិនជារលាកស្រោមក្បាលតាមបាក់តេរី
វារីសផ្សេងផ្សេងដែលតាមមូសដូចនៅសហរដ្ឋគេហៅថា vaginal virus គឺវាអាចធ្វើឲ្យរលាកស្រោមគូក្បាលវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្តៅក្នុងក្បាលវាជួនកាលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការគិតគូអីហ្នឹងពិបាកគិតវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែបើសិនជាជំងឺហ្នឹងជាជំងឺដុសសាច់នៅក្នុងក្បាលនឹងត្រូវតែខាងឲ្យពេទ្យខាងគេគូក្បាលនឹងគេពិនិត្យបានជួយជួនកាលគេត្រូវវះកាត់ដើម្បីកាត់យកសាច់នឹងចេញឬបើមិនចឹងទេគេត្រូវប្រើកាំរស្មី X ជា radiation ដើម្បីនឹងកំទេចកន្លែងដែលវាដុសសាច់នឹងបាទដូច្នេះត្រូវតែឲ្យពេទ្យគេមើលស្រួលបួលហើយបើសិនជាវាឈឺក្បាលធម្មតាជួនកាលឈឺក្បាលធម្មតាវាអាចធ្វើឲ្យក៏ដៅស្ទីងស្ទីងអញ្ចឹងគឺលេបថ្នាំអាស្ពីរីនឬក៏ថាឡេណុលអាសេតាមីណូហ្វែនឬក៏អាតវីលហ្នឹងគឺវាអាចបាត់ប៉ុន្តែវាបាត់ហើយវាត្រឡប់មកវិញជួនកាលអ្នកហ្នឹងវាឈឺក្បាលដែលគេហៅថាmigraine ហ្នឹងគឺជាជំងឺឈឺក្បាលម្យ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមនៅក្នុងក្បាលហ្នឹងវាឡើងវាបាញ់ខ្លាំងវាចេញជាវាមានឈាមបញ្ចេញឈាមខ្លាំងពេកវារីកខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលហ្នឹងនឹងត្រូវមានថ្នាំពិសេសរបស់គេថ្នាំពិសេសរបស់គេហ្នឹងទើបអាចលេបទៅបានដូច្នេះមិនមែនតាក់ទងតែនៅក្នុងរឿងដែលម្យ៉ាងទេវាមានច្រើនយ៉ាងណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរៀបរាប់អំពីជំងឺនេះមាននៅនឹងទារកតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយឲ្យការពារដោយប្រើថ្នាំ folic acid ឬមួយក៏បន្លែឥឡូវខ្ញុំសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរៀបរាប់អំពីមនុស្សដែលមានរបួសខួរក្បាលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងពីលើកមុននោះថាតើនៅពេលណាទើបអ្នកជំងឺអាចដឹងថាខ្លួនមានការជំងឺរោគមានជាតិទឹកនៅក្នុងលាក្បាលនោះចា៎បាទនេះជាចំណុចមួយទៀតចំណុចទី1ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺការនៅកូនក្មេងតាំងពីតូចតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ទៅកើតភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែក៏វាអាចកើតនៅក្នុងអ្នកដែលមនុស្សអាចផ្សេងទៀតទៀតគឺទៅមនុស្សក្មេងក៏ដល់ចាស់ក៏ដល់ជាពិសេសមនុស្សដែលចាស់ហ្នឹងគឺក្រោយពេលគ្រោះថ្នាក់រួចហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលប៉ះក្បាលជាពិសេសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឡានបុកគ្នាអីហ្នឹងឬក៏ជិះម៉ូតូដួលទៅបែកក្បាលយើងទៅប៉ះក្បាលទៅគេក្បាលទៅវាឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាឈាមខាងក្រៅក៏មានឈាមខាងក្នុងក៏មានបើមិនឈាមហ្នឹងវារហូតដល់ចូលខាងក្នុងវាចូលក្នុងប្រហោងខួរក្បាលក្នុងក្បាលហ្នឹងឈាមដែល
Châu tới nâng vì cọ, đó cọ tới vì xe. Ấy lưu đại bằng hồ tức nâng vì trời hồ chênh bì khổng ruôn cục bá châu tới đó chẳng thông. Ấy cả nà vì miên xe vì ai tức nâng hồ tới mình đuối. Cả nà tức nâng hồ tới mình đuối cứ vì rít nơi khổng nâng càng là thông lãng cơ bà nâng thông. Rốt xe nhá thì mỗi cứ thà nẹ nâng miên chức bà. Chức bà hòa bằng chẳng tế vì ai tới chia ca để kết cư tăng phẩm án vì mà ở đây vì chó vì bà mình chẳng thế cứ tham miên bà bạn thưa đã tới vì mình tầm na vì mình thỏa mãn á rồi có đại dương thỏa mãn á dương phá dương chấp căn bỏ với mối vì sưu căn đời xa vì miên ca tầm nẹ tầm lõng bị khu của bà tới đam bây nâng bằng ai bằng chi ai thầm trời cái này dương khu các bạn nâng vì đi khăn vì miền tầm bì khăn dân tới bằng chia nâng vì chôn tới đó đại dương mình toàn phê về lý vì thua ở đây nâng mình và sọp đôi kì muốn đôi chân căn tới vì chưa thật chụp mình chẳng thế cái này đá tầm nào nâng cái ta mình đá đôi thò mà đá từ chìa khuyên khuôn rồi có lời vi lời vấy rồi có đá mình ca tầm nón hay nè nâng tràn tới miền lịch nôm cái ta túp mình chụp ai riêng nôm nưng nếu chia sẻ nhà đại kỳ ai đăng rước con mình chẳng thế nào nưng để mình lúa bà sinh các anh miền rốt miền sẻ nhà là biết nưng cứ dương từ ai bắt chụp nết khi ai lo mưa thì vô từ thọt nơi con ông ai cả thọt là biết nhà kẻ thà ultrasonography cứ thọt sầm lén rước cái thọt MRI rước cái thọt CAT scan cái thọt tới cái khơi bà hồng nâng vì rít thấm cái đó cái khơi bà hồng rít thấm và sân thì cái mới tới cái đăng thà vì miền chiết chiết miền này chiêm cọn là nó cái ai đỏ giờ chiêm cọn bán phần tai bà sân chỉ miền là biết nâng tế cái ai pin đất bán cái ai thay toàn bán đòi cái bánh chô bằng buông rồi plastic muối cho tự khôn bà hồng khu bà nâng hỏi bằng hố tức nâng cho bì bà nâng từ đó lại cho đó buộc cả ná bằng hồn chẳng thấy vì ai phơ áo cầm ở xâm biệt khôn khu bà nâng vì bàn tự lập màu thòm nào bên chữ ai nè nâng ai chia bàn có phần tay thật đăng thà nè đè tự tu là biếp thay toàn là biếp nâng cứ thà thật tự áo bẹt kì mơ là hốt thì bố thà là bỏ đại phà nâng chung cao vì ai xe và mình xe thế chung cao vì miền bạc thị riêng này khổng nâng biết ai thư ai là bỏ nâng phà ca mình khát làng vĩnh đưa thà khí miền bạc sản tập hiếp ai thư ai chỉ miền bánh hà khi em tại bán khơi nơi khổng nơi khổng Facebook khá đại kênh đi dây bì rương nâng đi dây bì khơi bì sở trầy mà nè khá mê mà nè đại kênh dốc tờ bét đại xa ca chung ngươi là biếm nâng hay miền nâng quạt miền bánh hà nơi khả nông là bỏ bằng phung đứng vì mình đá vì xe được có vì miền bà tìa riêng khả nông bọn tay phát dương nơi nông khi mình đang rương nâng đôi chứ nế mình bán bí nít mình ai bán ai ông tìm biểu tích tội toàn phê về lý hay mình ai bán rú rơ bằng phung nâng ai bán tự lập màu bánh nhưng nó có thể sạp tự lý chìa lẽ khả nào mùi đại dương thời đứng cái thang và xin chìa dương thlop đuôi thlop miền cực thạ lan ba các ba là biếp nâng cứ dương cả nà miền thiếp đô là biếp nâng cái thang ai cả chừng người nâng hai bà cả nà cả chừng người nâng hai cái ai mơ bán ở chùi bán bọn ta chùi rùi hai nâng bê đầm chùi rùi hai mình toàn chọc bằng nâng thế nè nâng trở từ ai bẹt kì bình nâng là hốt kì phụ thà bằng phương nâng tràn tại miền bánh hà rồi xa về xe rồi còn rồi xa về miền bạc tiền riêng nâng 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 bằng chà, lô vị trẻ mình đợt cho chồng này con thầm mình đã cạt mọc hơi hơi mình đang ở bụng bà đáy mình đang thả cầu nâng vì miền trùng người nâng khi nhóm con chồng tận đang thả ta ba đại lý thông nâng 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 rìa bê bồn màn khai bồn màn chân nắm mà rưu có về lươn giang mạch đáy hơi ở bụng bà đáy cọt xong coi giang mạch đầm bay ở đằng thả con luôn miền trùng người nâng hơi dọc tư thịa bà toàn chà, hơi lô miền bà sát thả từ rộ tầng ớt nâng bị cà ta bệt bà chê kê tê tùm nướp a chui từ rộ nâng ao ruo bàn tế rư hai bà ruo hai nâng ta phiếp bị cà rộ nâng viên nâng miên cầm rập ná vì ai tay chìa mà nụ thòm ná bình bàn tế chà
នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាគឺយើងត្រូវរកជំងឺនឹងឲ្យដឹងឲ្យឃើញជាមុនឲ្យឃើញរហ័សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេរកជំងឺនឹងតាំងពីពេលទំនួនគឺថាពេលដែលទំនួននឹងគេតែងទៅយកឈាមរបស់ម្ដាយនឹងទៅមើលពីព្រោះមាននៅក្នុងជាតិឈាមនឹងមានជាតិម្យ៉ាងគេហៅថា alpha fetoprotein បើសិនជា alpha fetoprotein នឹងវាឡើងគេសង្ស័យកាលណាគេសង្ស័យគេអាចថតធ្វើឲ្យ ultrasonography នឹងគេអាចដឹងថាទារកនឹងគេមានចំណាត់ការជំងឺនឹងតាំងពីក្នុងនៅក្នុងផ្ទៃម្លេះហើយបើកាលណាដឹងអញ្ចឹងជួនកាលគេអាចធ្វើតាំងពីក្នុងផ្ទៃទៅទៀតគេអាចវះតាំងពីក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែភាគច្រើនគេអាចចាំដល់ទារកនឹងកើតពេលកាលណាគេកើតភ្លាមគេយកអីទារកនឹងទៅវះហើយគេដាក់អីបំពង់នឹងទៅវាអាចទារកនឹងអាចរស់មកនៅបានជាធម្មតាតែយើងដឹងពីរីកក្បាលហ្នឹងគឺរីកលឿនបាទរីកលឿនគឺថាពេលដែលកើតមកភ្លាមហ្នឹងពុកម្ដាយហ្នឹងមើលឃើញសំខាន់ណាស់សំខាន់ដែលយើងដឹងដំបូងបំផុតគឺថាក្មេងហ្នឹងបើធម្មតាយើងមានយើងស្ទីបប្រហើយប្រហើយហ្នឹងវាធម្មតាឬក្បិតឬក្បិតតែវាជ្រាយហើយចំពោះក្មេងហ្នឹងគឺលក្ខណៈមួយដែលគេអាចងាយនឹងមើលគឺថាប្រហើយហ្នឹងវាតឹងហើយវាចេញវាពកចេញមកហើយយើងសំណិតទៅឃើញគ្រប់ក្បាលហ្នឹងវារីកលឿនណាបាទមិនយូរទេក្នុងរយៈ1ខែ2ខែ3ខែហ្នឹងជួនកាលមិនដល់4ខែហ្នឹងវារីកដែរហើយបើសិនជាយើងរកឃើញមុនអាយុ4ខែគឺពេលហ្នឹងគ្រប់ក្បាលមិនទាន់ស្វិតទេបាទបើសិនជាយើងរស់ពីហួសពី4ខែគ្រប់ក្បាលហ្នឹងវាស្វិតហើយកាលណាស្វិតទៅវាពិបាកមើលបន្តិចមិនមែនបានន័យថាមើលមិនកើតទាល់តែសោះទេប៉ុន្តែវាពិបាកមើលជាងដែលមុន4ខែហើយបើសិនជាយើងរកមើលឃើញមុន4ខែគឺទីរស់ហ្នឹងអាចរស់នៅដូចធម្មតាអញ្ចឹងហើយរស់នៅដូចធម្មតាគឺអាចដើរបានអាចមានបញ្ញាដូចធម្មតាបានរៀនសូត្រដូចគេដូចឯងធម្មតាក៏អាចមានជីវិតដូចធម្មតាក៏ប៉ុន្តែត្រូវទីរស់ហ្នឹងកូននឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យជាមើលរហូតបាទដូច្នេះជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដើម្បីកុំឲ្យវាយឺតពេលពីព្រោះតាមដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរូបភាពទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺសុទ្ធតែហួសពេលទាំងអស់ការដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុនគេហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញក្នុងទំព័រ Facebook ដែលបង្ហោះដោយមាសអីតារាជំនាញគេល្បីឈ្មោះស្រុកខ្មែរមាសសុកសោភាហ្នឹងគាត់មានបង្ហាញរូបរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្មេងម្នាក់ដែលមុខដូចជាមានដូចកាក់ចង្អេរអញ្ចឹងក្បាលរីកធំខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានគិតថាបើសិនជាយើងការដែលយើងចង់ជួយក្មេងហ្នឹងគឺល្អណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ជួយក្មេងតែមិនទាន់ដល់ឋានៈហ្នឹងគឺរឹតតែប្រសើរទៅទៀតសពថ្ងៃនេះមានពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺហើយមិនមជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់កុមារនៅជ្រោយចង្វាគេអាចមើលជំងឺនឹងបានគេអាចមើលជំងឺនឹងបានហើយគេអាចវះកាត់ដាក់បំពង់នឹងជួយបានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជួយបានបើសិនជាចាំដល់ពេលដូចក្នុងរូបហើយកុមារដែលបង្ហាញជាមួយកញ្ញាមានសុខសុភាហ្នឹងគឺថាវាយឺតហើយត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងរកឃើញមុនពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំនិយាយពីកម្មវិធីហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាកន្លែងដែលគេអាចទៅនាំគូនឹងទៅមើលដើម្បីឲ្យគេជួយបានមិនទុយមិនជាមណ្ឌលវះកាត់កុមារឲ្យជួយចង្វាហ្នឹងគឺជាកន្លែងពេទ្យដែលគេអត់យកអត់យកលុយដូច្នេះគឺជាសប្បុរសធម៌ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកដែលយើងមានលុយកាក់ច្រើនចង់ធ្វើបុណ្យគួរតែជួយលុយទៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្នាអាចប្រើប្រាស់បានតទៅទៀតនេះជាកិច្ចការល្អមួយទីព្រោះសិនថាបើសិនជា
បាទមជ្ឈមណ្ឌលនឹងអាចវះកាត់កុមារនឹងបានច្រើនទៅមានជីវិតរបស់កុមារច្រើនដែលឈឺរបៀបហ្នឹងគឺថាអាចផ្លាស់ប្ដូរពីមេឃទៅចុះមកដីគឺថាតាំងពីជួនជាពិការសុំទានគេរហូតទៅដល់ជួនដែលរស់នៅបានធម្មតានេះជាចំណុចមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបើមិនយើងចង់ធ្វើបុណ្យនេះកន្លែងនេះជាកន្លែងធ្វើបុណ្យហើយជួយបានច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងអាចជួយលុយទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលរះកាត់កុមារនឹងបានដើម្បីឲ្យគេជួយមានលុយសម្រាប់ថែទាំឲ្យកុមារដែលមានជំងឺរបៀបនឹងតទៅមុខទៀតបាទចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេឆុងចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនៅសល់ពេល2នាទីទៀតខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអធិប្បាយអំពីវិធីព្យាបាលចាតើកូនក្មេងគេព្យាបាលយ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សចាស់ដែលមាននឹងតើមានសង្ឃឹមហើយនឹងការព្យាបាលនោះប៉ុណ្ណាដែរចាលោកអញ្ជើញចាចំពោះកូនក្មេងសំខាន់ផុតយើងត្រូវឲ្យដឹងបានរហ័សគឺថាជានេតិរបស់ឆ្មបដែលអាចជួយបានឪពុកម្ដាយក៏អញ្ចឹងដែរយើងពិនិត្យមើលកូនឲ្យបានបើសិនជាឃើញផ្លែត្រង់កន្លែងណាឃើញកូននឹងវាមិនដូចធម្មតាវាយំច្រើនវាក្បាលនឹងយើងឃើញរីកធំឃើញប្រហើយនឹងវាតឹងគឺថាត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យអត់ពេទ្យពិនិត្យកាលណាគេពិនិត្យទៅគេថតទៅដឹងថាមានជំងឺនឹងគឺគេអាចវះនឹងមិនវះមិនបបាក់វះទេគឺថាគេអាចកាត់ចោះខួរក្បាលឲ្យស្រំលាក្បាលឲ្យបញ្ចូលបំពង់នឹងទៅក្នុងកដាលខួរក្នុងប្រហោងកដាលខួរហើយបង្ហូរទឹកនឹងបំពង់នឹងគេដាក់នៅក្រោមស្បែកលាក្បាលបញ្ចូលចោះរហូតទៅដល់ពោះហើយទឹកនឹងវាបង្ហូរទៅដល់ចូលទៅក្នុងពោះវាមានវ៉ាល់ដើម្បីកុំឲ្យហូរខ្លួនលឿនពេកឬកុំឲ្យហូរតិចពេកវ៉ាល់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យទឹកនឹងហូរបានធម្មតាការដែលធ្វើហើយកុមារហ្នឹងបើសិនជាវាធំបន្តិចហើយគឺជួនកាលវាមិនទាន់ដើរបានស្រួលបួលឬក៏វាមានបញ្ហាក្នុងការនិយាយការរៀនសូត្រគឺថាអាចទៅឲ្យពេទ្យគេជួយណែនាំឲ្យជួយធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យកុមារនឹងអាចដើរលឿនបានចំពោះប៉ុន្តែត្រូវដឹងមួយយ៉ាងទៀតថាការដើរដែលដាក់បំពង់នឹងឲ្យมันបានន័យថាចាប់ប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាកុមារនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញឲ្យពេទ្យគេមើលឲ្យរៀងរាល់ឲ្យពេលវេលាពីព្រោះបំពង់នឹងអាចមានបញ្ហាបាទចំពោះមនុស្សចាស់ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺបើសិនជាគេរកទៅឃើញគេអាចដាក់បំពង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបំពង់នឹងបង្ហូរទៅគឺអាចបានមកលក្ខណៈជាធម្មតាត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែឲ្យពេទ្យគេមើលទៀងទាត់រហូតបាទ